Hello，大家好。Hello，大家好，我是小米。我们是越南美食团队。今天呢，我们买到了很多东西，准备去老花家对做饭的。前几天呢，他请我们在他家吃鱼吧，但是他父母不在。今天呢是周末，他父母也不要去干活嘛，所以呢，我们就买肉和东西过来他家做饭吃，不要怕哦。哎，我看到小花了。哎呦，这里今天是周末嘛，所以呢，小孩好多，好多小朋友的。啊，小狗也来了，丢 ，Hello， 来入班上啊，小花的弟弟，丽，丽，这是小花的弟弟，还记得我们，他看到我们就跑过来接我们了。哎呦，抓什么干呢？什么？干抓呀？抓呀，抓呀。嗯，好多小朋友的。啊，你来嘛？你要提备哦。不？你走？你怎么推啊？啊，只有小花的妈妈在家的，小花的爸爸去干活了，中午也不回来。今天我买很多肉过来的，现在我们一起做啊。啊，你是最喜欢嘛？我知道你和你的妹妹喜欢吃这种的肉团。好了，现在我们呢，我们洗，然后一起做吧，在这里做。好久了，不在你家做饭吃饭了。五个月了吧？嗯，五个月了。但是今天少了你的爸爸，到晚上他才回来吧？小米啊，你经常做饭吗？啊，经常做饭的是吗？我们团队呢，谁都会做饭，会煮饭的。煮最，我是最厉害的，我是最煮最好吃。开玩笑的，我们团队煮最好吃是俊哥的，然后到好像到你。到你不是吗？啊，大家，今天呢，俊哥和小竹嘛，他们都忙了。俊哥去参加他的朋友的婚礼吧，然后小竹呢也去参加他的表姐的婚礼。Sao tầm cầm tay anh này hả? Thích anh à? Hả? Đấy, trên não ở đất sổ. Hồi xem hỏi chiều bất tiên là hỏi chiều mới vào lại cân thai quán là đấy. Đi chơi. Đi bước đầu đi. Hãy sư chưa đỡ tì phang. Chỗ, nó cứ mục bản. Hãy sư ý chiến là nó cứ mục bản. Hãy
还没吃过小米煮饭的。前天是做那个春卷，但是今天呢就是做了很多菜，就给你们两个一起表演哦。OK。今天煮猪肉。Hello， 我感觉我按了你到嘞，我正在你们的头上。这是第二楼吧？这里都是大米啊，小花，啊，都是大米，好多啊。啊，我们呢用那个猪肉跟豆芽一起炒的，然后这里啊是猪肉用来煮的吧？还没熟。小花呢？她说很喜欢做饭煮饭的，她是去打工的时候嘛，都是在工厂吃饭的，很想做饭但是做不了，对吗？我感觉呢。小花呢，她说她在种辣椒和甘蔗啊，怎么去呀？哎呀，你呀，放个小狗。哎呀，哦，后面还有蔬菜和甘蔗啊，这甘蔗等到过年了过来吃啊。这里是你家的辣椒吗？是。好多，这里还有啊。这辣椒，看看，甜还是辣？这辣椒好辣，但是好香的。香辣，更小更辣的是吗？我刚吃了一个。啊，这都是好吃的甘蔗。等大过年我过来吃。这是小花家的后面呢。哦，还有一辆摩托车，坏了吗？坏了。这是 Honda。进。用这车去泡妞。好久不在这里做饭了。好了，我们都做好了吧？小花的妈妈呢？她刚去干农活回来的，在回到家我们就煮好了饭了。小花回家嘛，她父母也很开心的，然后。又跟我们拍视频，他们更开心的啊。哥们đi làm về à cô？Vâng, cháu về ăn cơm. Chú không về ăn trưa à? Cô rửa chân tay xong ăn cơm đi mà cháu làm cơm xong hết rồi. Chiều cô phải đi làm không? Đi làm thuê à? Giờ thuê một ngày nó giả bao nhiêu? 200 thôi. Một ngày 200 à? Cô rửa chân tay xong ăn cơm nhé.好了，我们现在准备吃饭吧，都做好了。今天呢，有猪肉，
这是肉团，然后就碗辣椒啊。哦，我们农村人嘛，什么时候都有啊。这碗的辣椒很辣的，少了辣椒饭就不好吃。哎，好了，现在呢，我们呢、跟小花的家一起吃饭吧。但是叔叔没有回家吃饭，吃饭了。这里的风俗也是自己去打饭的，我们这里都是自己去打饭的，吃多少就拿多少。老老không ăn cơm nhà cô nhỉ? Từ đợt nào rồi? Ai da, hôm nay xào là hào tua rồi nè. Chinh cơ, xào chú, hay dụ su su. Nào, yào tầng xa chư bà. Su su nơ, yào chui chuan chiến nè, yên quay nơ khoai tao quân điện là. Thà chui can nung hùa tà cung rồi bà. Chui, dễ sư chai chuân lỷ đà. Thà sư chui tà cung. Ăn cơm cô, nằm máu lọ. Nằm máu, nằm máu. Ngồi ăn đi. Đức ngồi ăn đi. Đức không ăn thịt à? Ôi tay 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 nhỉ? Cha cha sang nước sủi. Đây là nước à? Ăn thịt đi em. Đức. Ăn thịt đi. Đức không? Vâng, cô ăn đi. Đức không thích ăn thịt mấy à? À, tứa nó thật không ăn chứ rau đó. Hắn xảo chứ rau. Cô ăn đi nhá cô. Ừ. Chiều mấy giờ cô lại đi làm? 1 giờ. 1 giờ, 2 giờ. 1 giờ đi về, 5 giờ đi nghỉ. Vâng, giờ. Nó thì ăn phân. Nào, được ăn rồi à? Bên đây anh gắp cho một miếng nhá. Đây, anh gắp cho cái giò này nhá. Này, cô ơi cô. À. Cô ăn nhá. Lâu lắm cháu không ra đây ăn cơm rồi. Này, cho em nha, cho cháu nha, này cho em này, cho em nữa, rồi này của em này, mì nha, ok cảm ơn nhé, ăn nhiều vào nha cô nha, ăn nhiều vào nha Đức nha, em sủi nữa nha, ăn nhiều vào, lâu lắm rồi không ăn cơm ở đây, ăn ngon. Cái này là nước chấm là lá sữa đúng không? Lát chiêu. Lát chiêu. Tiếng Mông là la sữa mà đúng không? Không, không. Quan dư. Hả? Quan dư. Quan dư à? À. Năm nay nhà cô mổ lợn Tết đâu? Quá. À, dành hai con hay một con? Hai con. Mổ hai con đấy luôn à? Ừ. À. Có một con thì mến giá thôi. 100 cân rồi chứ? Tầm tầm đấy nhờ. Ồ, thế là năm nay ăn Tết to đấy. Lâu lắm không có lợn Tết một đồ. À, ý xuân ơi, chinh thiên dầu lẹng. Chín điến nhiều lẻng thấu chu trải chu quân điến là trải lẻng thấu chu quân điến là chín điến chưa sư hẳn xin phú hẳn điều chiến là bà chua đại hảo trái hiểu chu trải chu quân điến là mời cô ăn cơm nhé, chính ra cho chú Phan này ăn cơm nhé. Cài à, thơm mà nhở nè. Thơm thật, thơm ngon. Giữa nhà cô tháng mấy thành bán đấy? Hả? Năm sau á? Sau năm, tháng 3, tháng 2. Bây giờ quả bé bé rồi chứ. Không tốt mấy. À, mình hơi chát là Tiểu Hoa. Tầng sớm số chuyên cơ hứa Tiểu Chú hồi lái bằng vẫn dâu lái nhìn cha chưa phan chứ. Chín thiên papa chỉ buổi trai. Hả là mình hơi chát là bye bye nhỉ. Hả là chín thiên mình đó sẽ thỉnh để chia sẻ là sẽ chia tất cả quan khán sau chín thiên bye bye.